Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Mobile. Như anh em đã nhìn thấy trên tay mình đây là một chiếc Samsung Galaxy Note 20. Thì Galaxy Note 20 là một chiếc điện thoại được tối giản nhất, được cắt giảm nhiều nhất cả về mặt thiết kế cũng như là về mặt cấu hình của dòng Galaxy Note 20 series năm nay. Thì hiện tại với cái mức giá mà so Samsung công bố ra mắt là khoảng 20 triệu, thì khi nào anh em sẽ nên mua cái dòng sản phẩm này thì hãy cùng Mobile tìm hiểu trong video này nhé. Ok, trước khi đi thẳng vào vấn đề thì mình sẽ nói qua một chút về những cái thông tin cơ bản cũng như là thông số của máy để anh em có được cái nhìn tổng quát nhất về Samsung Galaxy Note 20. Thì Note 20 về mặt thiết kế nó được trang bị một cái mặt lưng bằng nhựa và được phủ bọc nhám như này. Tiếp theo là về ở phía dưới thì máy có chân tai C này, loa mic thoại, bút S Pen và đặc biệt là cũng không có jack mini 3.5. Đấy, ở trên thì vẫn là khay SIM và mic thoại thôi, mic thu video thôi. Máy này thì chỉ hỗ trợ 2 SIM và đặc biệt là không hỗ trợ thẻ nhớ. Về màn hình thì máy có cái màn hình dạng màn hình phẳng như này, không được tràn viền và không được vát cong hai cạnh như những thế hệ trước, đặc biệt là những Note 20 Ultra. Camera selfie là theo dạng đục lỗ và được bố trí ở giữa máy như này. Thì máy sở hữu cái công nghệ màn hình là Super AMOLED cộng, độ phân giải là Full HD cộng, không được hỗ trợ tần số quét 120Hz. Về hiệu năng thì máy được trang bị con chip mới nhất của Samsung là Exynos 990, cho nên là cái hiệu năng mà máy mang lại thì thực sự là cũng không có gì để bàn cãi cả, bởi vì nó là con chip, một trong những con chip mới nhất hiện nay của Samsung và được tối ưu rất là tốt so với con chip Exynos 990 của S20 Ultra trước đấy. Đấy, cho nên về mặt cấu hình thì máy thực sự không có gì phải nói nhiều cả. Bên cạnh đấy thì máy còn có hỗ trợ RAM 8GB nữa, cho nên là sẽ phục vụ rất tốt cho anh em trong những tác vụ cơ bản cũng như chơi game bình thường. Đặc biệt là chơi game nặng thì không có gì phải bàn cãi cả. Về pin thì máy sở hữu viên pin là 4500mAh và có hỗ trợ sạc nhanh. Tiếp đến cụm camera của máy thì đây là một cái cụm camera phổ thông và cơ bản nhất trên một chiếc điện thoại bây giờ. Cụm camera của Note 20 bao gồm là một camera góc rộng 12MP, một camera tele 64MP hỗ trợ zoom 30x và một camera góc siêu rộng 12MP. Với cụm camera này thì anh em vẫn có được những cái trải nghiệm chụp ảnh chuyên nghiệp ở mức cơ bản nhất và vẫn giữ được những cái điểm mạnh từ trước giờ trên camera của Samsung, đấy là về màu sắc rực rỡ này, độ sáng cao. Và tuy nhiên là vẫn đổi lại thì là do là độ sáng cũng như là độ rực của màu được đẩy lên cao, cho nên là độ chi tiết của ảnh nó sẽ không được tốt lắm và nó sẽ hơi bệt một chút. Và đặc biệt là trong cái điều kiện chụp thiếu sáng thì độ chi tiết nó thật sự là không quá cao và nó sẽ hơi bệt và nó mặt và ảnh nó sẽ hơi nhờ một chút. Tuy nhiên thì độ sáng rất là tốt. Đấy là những cái thông tin cơ bản về Samsung Galaxy Note 20. Và bây giờ quay trở lại với chủ đề ban đầu của video, thì anh em nên mua Galaxy Note 20 khi nào và Note 20 sẽ thích hợp để anh em sử dụng với những cái nhu cầu là gì? Đầu tiên là nhu cầu về mặt thiết kế. Đấy, đối với những anh em nào không quá quan trọng về mặt thiết kế, không quá quan trọng về mặt chất liệu của máy, thì Note 20 là một cái dòng sản phẩm sẽ đáp ứng được với anh em. Bởi vì như mình đã nói ở đầu video thì Note 20 nó cái mặt lưng này là dạng nhám và nó có chất liệu được làm bằng nhựa, cho nên là cái cảm giác cầm nắm của nó có thể là nó sẽ tạo cho anh em cảm giác nó hơi bị gọi là rẻ tiền một chút. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì với cái hiệu ứng nhám này thì nó sẽ giảm đi tối thiểu khá là nhiều. Và đặc biệt là hiện nay thì rất là nhiều anh em mua máy thì anh em thường sử dụng thêm ốp lưng đi kèm bảo vệ cho máy nữa. Thì đối với anh em sử dụng ốp lưng thì cái cảm giác cầm nắm đấy nó sẽ không còn ảnh hưởng bởi việc nó được làm bằng nhựa nữa. Ngoài ra thì đối với anh em nào mà thường xuyên dán mặt lưng các thứ đấy thì bỏ qua cái chất liệu bằng mặt, chất liệu mặt lưng bằng nhựa này, thì Samsung Galaxy Note 20 là cái dòng sản phẩm mà anh em nên mua. Tiếp theo, anh em nên mua Galaxy Note 20 khi mà anh em có nhu cầu sử dụng một con chip với cái hiệu năng thuộc top tốt nhất hiện tại bây giờ. Thì Note 20 Ultra và Note 20 cùng sử dụng chung con chip là Exynos 990. Đây là con chip mới nhất của Samsung và đặc biệt là nó được Samsung tối ưu hơn so với con chip Exynos 990 của Galaxy S20 Ultra trước đấy. Cho nên là hiện tại thì với Note 20 thì anh em sẽ vẫn được trải nghiệm một cái hiệu năng cực kỳ là tốt và thuộc top thị trường bây giờ, với một cái mức giá tiết kiệm hơn rất là nhiều so với khi mà anh em mua Note 20 Ultra. Đấy, thì anh em sẽ tiết kiệm được khoảng 4-5 triệu mà vẫn được trải nghiệm cái hiệu năng đỉnh cao và tốt nhất hiện tại ở trên Note 20 Ultra. Cuối cùng thì anh em nên mua Galaxy Note 20 khi mà nhu cầu của anh em là cần sử dụng và cần tận dụng những cái tính năng từ chiếc bút S Pen này. Đấy là điều đương nhiên rồi.
bởi vì Bud S Pen nó là một cái tính năng cực kỳ là độc nhất vô nhị ở trên dòng Samsung bây giờ và so với mặt bằng chung của các dòng điện thoại khác hiện nay trên thị trường. Thì đối với anh em nào mà có cái tính chất công việc là thường hay phải viết trên màn hình này, hay phải vẽ, hay là phải phác thảo mọi thứ và thường xuyên là cần phải làm những điều đấy thật là nhanh và gọi là nó phải cực kỳ là tiết kiệm thời gian, thì mình nghĩ là anh em mua Note 20 Ultra thì anh em sẽ được trải nghiệm và nó sẽ phục vụ cực kỳ tốt những cái công việc như vậy của anh em. Và đối với mình là một người có thói quen từ trước nay sử dụng dòng Note rồi, thì khi mà bỏ dòng Note đi và sử dụng sang những cái dòng sản phẩm khác thì thực sự là nó ảnh hưởng đến thói quen sử dụng rất là nhiều. Bởi vì những cái dòng sản phẩm khác nó không có bút S Pen, cho nên là mỗi khi mình cần viết lách hay là mình cần ghi chú lên cái gì đấy thì sẽ rất là mất thời gian và mình lại phải vào ứng dụng ghi chú và phải bấm màn hình, gõ phím các thứ, nó sẽ rất là lâu và nó ảnh hưởng khá nhiều đến cái thói quen sử dụng của mình. Đấy, cho nên là với những anh em nào mà từ trước đến nay đã dùng bút S Pen mà muốn nâng cấp lên một dòng sản phẩm Galaxy Note 20 đời mới, hoặc là anh em muốn sở hữu một cái dòng sản phẩm mà nó có thể phục vụ được cho cái tính chất công việc cần phải viết lách, cần phải vẽ nhiều của mình, thì mình nghĩ Note 20 Ultra là cái dòng sản phẩm thực sự là rất là xứng đáng để anh em bỏ tiền xuống mua. Ok, vậy thì qua cái video ngắn này thì mình nghĩ là anh em cũng đã có được cho mình ba cái lý do rất là cơ bản để mình có thể xuống tiền mua ngay Galaxy Note 20. Để mình tổng hợp lại cho anh em, thứ nhất là khi mà anh em không phải là người quá đặt nặng nhu cầu về thiết kế cũng như là về chất liệu của một cái dòng sản phẩm điện thoại đấy, bởi vì máy này sử dụng bằng nhựa và với một cái mức giá do Samsung công bố thì lẽ ra nó phải được trang bị một cái mặt lưng với cái chất liệu tốt hơn, ít nhất là không phải bằng nhựa đấy. Nhưng mà khi mà anh em sử dụng thường xuyên sử dụng ốp và không tiếp xúc nhiều, không để máy trần, thì Note 20 có thể bỏ qua được cái điểm yếu đấy về mặt lưng nhựa. Tiếp theo là khi mà anh em cần một cái hiệu năng tốt nhất, thuộc top tốt nhất thị trường bây giờ, thì Note 20 với chip Exynos 990 tại phiên bản Việt Nam đã được tối ưu, thì chắc chắn là nó sẽ phục vụ được cho anh em tất cả những cái nhu cầu cũng như là những cái tác vụ nặng nhất về chơi game nặng, chơi game cấu hình cao, hoặc là những cái tác vụ nặng nhất mà anh em có thể thực hiện được trên một chiếc điện thoại. Cuối cùng là khi mà anh em cần phải sử dụng bút S Pen và anh em đã có thói quen sử dụng bút S Pen rồi, thì mình nghĩ là Note 20 nó sẽ là cái dòng sản phẩm anh em nên mua. Đặc biệt là tổng hợp lại ba cái yếu tố trên thì anh em vẫn sẽ được trải nghiệm hai thứ quan trọng nhất của dòng Note 20 năm nay. Thứ nhất là về hiệu năng cao nhất và thứ hai là về cái chiếc bút S Pen, nó có thể giúp ích cho anh em rất là nhiều trong công việc, và anh em sẽ được trải nghiệm hai cái tính năng đấy với một cái mức giá tiết kiệm rất nhiều khi mà anh em mua Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Đấy, nó sẽ rơi vào khoảng tiết kiệm được từ 3 cho đến 4 triệu, đôi khi là 5 triệu. Đấy. Thì qua cái video này, anh em có ý kiến gì về Galaxy Note 20 và khi nào thì anh em sẽ quyết định mua Galaxy Note 20, hoặc là anh em không mua Galaxy Note 20 với lý do là gì? Anh em có thể để lại bình luận xuống dưới video này. Cảm ơn anh em đã bỏ chút thời gian để xem cái video này của mình. Thì nếu mà anh em có thắc mắc về sản phẩm hay là cần đang tìm mua những dòng sản phẩm này, thì hiện Hùng Mobile đang có sẵn hàng Note 20 phiên bản chính hãng Việt Nam với một cái mức giá được cam kết là tốt nhất trên thị trường, và tất cả máy thì đều được hưởng bảo hành tại trung tâm bảo hành Samsung trên toàn quốc luôn. Ok, nếu mà anh em thắc mắc thì anh em có thể để lại bình luận xuống dưới video, hoặc là có thể liên hệ với Hùng Mobile qua hotline là 090 1548 866. Ok, xin chào anh em.